Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiết học của cô ha. Thì chúng mình đã trải qua cùng với nhau từ bài số 1 cho đến bài số 9, đúng là trong đó có bài số 2 và bài số 8 là mình không học ha. Rồi, kiểm tra học kỳ 1 thì nó sẽ gồm nội dung các bài sau đây. Thứ nhất, đó là bài 4, nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Bài thứ hai đó là bài 5, cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Bài thứ ba đó là bài 6, khuynh hướng vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi ôn tập từng bài để mình có thể nắm vững cái kiến thức để mình thi học kỳ 1 ha. Thì đề thi học kỳ 1 thì nó sẽ gồm có hai phần. Đó là phần trắc nghiệm 4 điểm và phần tự luận 6 điểm. Phần trắc nghiệm 4 điểm thì nó sẽ gồm có 16 câu. Thì chúng ta cũng sẽ đi ôn trắc nghiệm của từng bài một nhé. Còn tự luận là nó sẽ chiếm 6 điểm trong 3 bài. Được chưa? Rồi, cô sẽ đi ôn tập lại từng bài và nhấn mạnh nội dung từng bài một. Các bạn nhớ lấy vở ra để mình ghi chép lại, bổ sung lại nội dung của các bài nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên, đó là bài 4, nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Các bạn ghi đề bài cho cô trước nha. Bạn nào chưa ghi bài đầy đủ thì các bạn bổ sung vào. Bạn nào đã ghi đầy đủ rồi thì hôm nay chúng ta sẽ nói lại những nội dung chính. Rồi. Nội dung mình cần nắm cho cô ở bài số 4 đó là thế nào là mâu thuẫn, các mặt đối lập của mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập, sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Hai nhỏ, mâu thuẫn là nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng, gồm A nhỏ giải quyết mâu thuẫn và B nhỏ mâu thuẫn chỉ giải quyết bằng đấu tranh. Rồi, chúng ta đánh dấu đậm vào những phần này cần nắm cho cô vì nó sẽ vừa xuất hiện trong trắc nghiệm của mình ha.
Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu thế nào là mâu thuẫn trước. Mình sẽ nhắc lại, được chưa? Nhắc lại. Rồi, khái niệm mâu thuẫn trong triết học. Đó là mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó có hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. Đó là nó trước tiên nó phải là một chỉnh thể nha các bạn. Chứ nó ở hai cá thể độc lập riêng biệt, hay hai chỉnh thể, hai cái chủ thể khác nhau thì mình không xem nó là mâu thuẫn triết học. Rồi, trong đó có hai mặt đối lập và hai mặt đối lập đó phải vừa thống nhất và vừa vừa đấu tranh với nhau. Rồi các bạn nói lại cho cô cái khái niệm này. Một là mình có thể gặp trong sách, được chưa? Hai là mình ghi lại trong tập để mình nhớ. Chỗ nào bôi đậm lên, cầm bôi đậm lên thì các bạn bôi đậm ha. Rồi, phân biệt mâu thuẫn thông thường và mâu thuẫn triết học. Mâu thuẫn thông thường thì là một trạng thái xung đột chống đối nhau, đó là nó tách biệt nhau hoàn toàn, trắng đen trên dưới, đúng không các bạn? À, phải trái. Còn mâu thuẫn triết học thì nó sẽ là vừa có sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, tức là ngoài sự đấu tranh, ngoài sự chống đối nhau thì nó còn có sự gì các bạn? À, sự thống nhất với nhau. Rồi, đầu tiên mình sẽ tìm hiểu một chỉnh thể là gì. Một chỉnh thể đó là thể hay là khối thống nhất trong đó các bộ phận có quan hệ chặt chẽ và không thể tách rời. Rồi mình sẽ làm một cái ví dụ sau để mình dễ nắm mâu thuẫn theo triết học và mâu thuẫn thông thường ha. Rồi, mâu thuẫn theo triết học đó là gì các bạn? À, đồng hóa, dị hóa, thống trị, bị trị và dũng cảm và hèn nhát, được chưa? Rồi, bởi vì những cái đó nó gì các bạn, à, nằm trong cùng một chỉnh thể, nó vừa có sự thống nhất với nhau và có sự đấu tranh với nhau. Còn đen trắng to nhỏ trên dưới không phải là mâu thuẫn triết học mà nó được gọi là mâu thuẫn thông thường. À, rồi, a nhỏ mặt đối lập của mâu thuẫn. A, mặt đối lập của mâu thuẫn là gì? Các bạn xem ví dụ cho cô. Mỗi nguyên tử sẽ có hai mặt, đó là điện tích dương và điện tích âm. Thế là trong xã hội, trong sản hoạt động kinh tế thì có hoạt động sản xuất và hoạt động tiêu dùng. Sản xuất thì tạo ra sản phẩm, tiêu dùng là mình sử dụng sản phẩm đó đi, mất đi đúng không các bạn? Một cái tạo ra, một cái làm mất đi. Thế là trong xã hội phong kiến, giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân. Giai cấp địa chủ áp bức bóc lột giai cấp nông dân, còn giai cấp nông dân thì sao các bạn? À, bị áp bức bóc lột và muốn gì? Chống lại, xóa bỏ đi giai cấp địa chủ. Vậy các bạn thấy mặt đối lập ở đây là gì? Đó sẽ là những khuynh hướng, những tính chất, những đặc điểm mà trong vận động phát triển chúng gì các bạn, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Đó, mâu thuẫn là trái, mặt đối lập là trái ngược nhau. Rồi các bạn ghi lại, nói lại khái niệm giúp cô ha.
Rồi, tiếp theo, thế nào là mặt đối lập của mâu thuẫn? Các bạn ghi lại ha, ghi lại. Từ cái sơ đồ đó các bạn ghi lại bằng bằng lời ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu qua sự thống nhất giữa các mặt đối lập, được chưa? Rồi, bây giờ trước khi qua phần sự thống nhất giữa các mặt đối lập thì các bạn sẽ làm cho cô một cái bài tập nhỏ sau đây nhé. Rồi, hãy tìm cho cô các cặp mặt đối lập trong ví dụ trên. Ví dụ trong đề cô đưa ra một câu, đó là lực hút bao giờ cũng tồn tại với lực đẩy, cặp mặt đối lập trên là gì? Đúng không? Cô có thể ra như vậy. Thì giờ mình sẽ làm lần lượt nha. Điện âm và điện dương sẽ là hai mặt đối lập. Cái số 2, lực hút và lực đẩy, đúng không? Cái số 3, đó là chân lý và sai lầm. Chân lý là luôn luôn đúng nha. Rồi, số âm và số dương. Và cuối cùng đó là phép cộng và phép trừ. Rồi, đó là các cặp mặt đối lập. Dễ không các bạn? Dễ đúng không? Vì mình thấy nè, nó thể hiện hai chiều hướng gì? Trong một chỉnh thể thì nó thể hiện ra sự trái ngược nhau, đối ngược nhau, đối lập nhau ha. Rồi, mình qua phần tiếp theo. Bên nhỏ sự thống nhất giữa các mặt đối lập. Rồi các bạn quan sát cái sơ đồ sau đây cho cô dễ hiểu nha. Rồi nhìn lên sơ đồ chúng ta thấy sẽ xuất hiện hai mặt đối lập trong hoạt động kinh tế. Đó là sản xuất và tiêu dùng, đúng không các bạn? Để có được áo quần đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng thì trước tiên phải có quá trình sản xuất, đúng không? Trong nhà máy diễn ra quá trình sản xuất tạo ra quần áo. Cái đó quần áo đưa ra thị trường và người tiêu dùng sẽ mua cái hàng hóa đó về để sử dụng, đúng không các bạn? À, vậy các bạn thấy giữa sản xuất và tiêu dùng nó có mối quan hệ với nhau như thế nào? Có sản xuất thì mới có tiêu dùng, đúng không? Nhưng ngược lại, tiêu dùng nó sẽ tạo tiền đề cho sản xuất được tồn tại. Bởi vì nếu không có người tiêu dùng, nếu như con người không có nhu cầu sử dụng quần áo, đúng không? Thì sản xuất đâu còn ý nghĩa để tồn tại. Bởi vì sản xuất ra mà không có người tiêu dùng thì sản xuất để làm cái gì, đúng không các bạn? Vậy thì tiêu dùng sẽ tạo tiền đề cho sản xuất được tồn tại. Có A thì mới có B. Ngược lại B sẽ tạo tiền đề cho A được tồn tại. Vậy sự thống nhất giữa các mặt đối lập là gì? Đó là trong một mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
Rồi chúng ta qua tiếp phần C nhỏ. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập đó là gì? Đó là sự tác động, đã nói đến đấu tranh thì là sự tác động bài trừ và gạt bỏ nhau giữa hai mặt đối lập. Rồi các bạn ghi cho cô một dòng ha. Rồi, hai nhỏ mâu thuẫn là nguồn gốc vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Và ở phần này mình nắm cho cô một ý, đó là mâu thuẫn được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. MDL là mặt đối lập nha các bạn. Mâu thuẫn được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, mà không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn. Và các bạn ghi lại cho cô ý này ha. Rồi các bạn nhìn vào cho cô câu số 1. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng tính chất đặc điểm mà trong quá trình vận động phát triển của sự vật hiện tượng chúng phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau. 1A. Câu số 2. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập có biểu hiện là các mặt đối lập luôn luôn tác động bài trừ gạt bỏ nhau. Đó các bạn thấy lý thuyết cô đã cho các bạn ghi rồi đó, đúng chưa? Rồi, câu số 3. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập được hiểu là hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề cho nhau tồn tại. 3 đề. Câu số 4. Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn thì các mặt đối lập phải vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. 4 bề. Câu số 5. Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa. Nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết. Theo quan điểm này là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 5C. Câu số 6. Điều kiện để hình thành một mâu thuẫn theo quan điểm triết học. Điều kiện nha các bạn. Thì phải có hai mặt đối lập ràng buộc và tác động lẫn nhau. 6B. Câu số 7. Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm của triết học? Đó là giai cấp nông dân đấu tranh chống lại giai cấp, chống lại địa chủ trong xã hội. Phong kiến. 7B. Câu số 8. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn triết học? Đó là mâu thuẫn là gì các bạn? Là nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Câu 8. 8C. Câu số 9. Theo quan điểm triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng gì? A. Bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Câu 9A. Câu số 10. Theo triết học Marx Lenin, mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau. 10C. Câu 11. Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó có hai mặt đối lập. Câu 11D. Câu 12.
hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, thì triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập 12 đề. Câu 13. Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 13 đề. 14. Kết quả sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự vật hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật hiện tượng mới. Câu 14 là câu A. Rồi, trắc nghiệm của bài số 6. Nó chỉ có một số cái câu như vậy thì các bạn cần cần phải nắm. Con có thể xem đi xem lại để mình nhớ ha. Bây giờ các bạn qua cho cô phần tiếp theo. Đấy là một số câu hỏi bài tập tự luận. Phần này các bạn phải ghi nha, phải ghi đó. Bài thứ nhất, tình huống Đông là học sinh rất năng động, thông minh, rất thích đá bóng và thường đi chơi lang thang với các bạn. Do vậy, kết quả học tập yếu, bố mẹ, thầy cô, bạn bè khuyên bạn ấy nên bớt vui chơi để dành thời gian cho học tập, để có tương lai tốt đẹp hơn. Thì bạn Đông trả lời: tôi thích tự do, tôi không thích kỷ luật của nhà trường. Câu hỏi đặt ra như sau: theo em, tự do và kỷ luật của nhà trường có mâu thuẫn với nhau không? Vì sao? Câu thứ hai, nếu là Đông muốn việc học tập tiến bộ, em phải tự giải quyết mâu thuẫn của mình như thế nào? Cô sẽ cho các bạn 1 phút suy nghĩ trước. Sau đó, cô sẽ đưa ra cái gợi ý trả lời ha. Rồi câu đầu tiên nè, ký ý hỏi đầu tiên, tự do và kỷ luật nhà trường có mâu thuẫn với nhau. Bởi vì sao các bạn? À, bởi vì tự do và kỷ luật nó là hai mặt đối lập của mâu thuẫn. Nó đang nằm trong một chỉnh thể, đó là trong cái gì? Nhà trường, đúng không? Trong quá trình phát triển, tự do và mâu thuẫn nó phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau. Tự do là không theo khuôn khổ phép tắc, còn kỷ luật là phải tuân theo những quy định của nhà trường. Đó, nó là hai mặt đối lập, đúng không? Bởi vì nó cùng nằm trong một, nó nằm trong một chỉnh thể nữa thì nó sẽ là mâu thuẫn theo triết học. Rồi, các bạn có thể ghi hướng dẫn giải vào.
Rồi, ở cái ý số 2, nếu là đau muốn việc học tập tiến bộ thì em phải tự giải quyết mâu thuẫn của mình như thế nào? Tức là các bạn phải tự giải quyết và đảm bảo giữa việc học và việc chơi, đúng không? Mình phải dành thời gian cho việc học nhiều hơn, bởi vì là kết quả học tập của mình yếu, mình còn đi chơi rất là nhiều. Mình có thể phân bổ cái thời gian sắp xếp hợp lý, đúng không các bạn? Ngoài việc học thì mình có thể vui chơi và giải lao vào những thời gian hợp lý, được chưa? Đó là cái cách mà mỗi bạn sẽ đưa ra để giải quyết mâu thuẫn trên. Rồi chúng ta qua cho cô bài số số 2. Tình huống: nhà văn Nga nổi tiếng Gogol có viết: không có cái ác, lấy đâu ra cái thiện? Hỏi em hãy chỉ ra hai mặt đối lập của mâu thuẫn trong câu nói trên. Và vì sao em cho rằng đó là hai mặt đối lập của mâu thuẫn? Câu số 2. Em đã vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những mâu thuẫn của bản thân trong quan hệ với bạn bè ở trường lớp như thế nào? Rồi con cho các bạn 1 phút để suy nghĩ trước nha. Rồi hướng dẫn giải nha, một nhỏ nè. Mặt đối lập của mâu thuẫn đó là cái thiện và cái ác trong con người, đúng không? Đây là mặt đối lập của mâu thuẫn vì trong quá trình vận động và phát triển thì chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Các bạn hãy dựa vào cái khái niệm mặt đối lập để các bạn có thể giải thích những cái câu này nha. Được chưa? Rồi. Vận dụng kiến thức để giải quyết mâu thuẫn. À, các bạn sẽ tự trình bày theo cái ý của mình, tụi con đã giải quyết mâu thuẫn với bạn bè trong trường lớp như thế nào. Thiện ác thì đấu tranh gay gắt với nhau và là nguồn gốc để bản thân phát triển tiến bộ. Quan điểm của học sinh, cách thức lựa chọn để giải quyết mâu thuẫn với bạn bè thì tụi con mỗi bạn sẽ có một cái cách lựa chọn và giải quyết khác nhau. Phần này các bạn sẽ ghi ha. Rồi, sẽ tự tìm hiểu. Chúng ta qua bài số 3. Trong lớp 10A có hai bạn B và C có tính cách trái ngược nhau. Hai bạn này nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, nhiều lúc dẫn đến cãi cọ, to tiếng và thậm chí đánh nhau. Câu A, theo em, mâu thuẫn trên của hai bạn có phải là mâu thuẫn triết học không? Vì sao? Câu B, theo triết học Marx Lenin, mâu thuẫn được hiểu như thế nào? Rồi cô sẽ hướng dẫn giải luôn nhé. Rồi mâu thuẫn của bạn A và bạn B không phải là mâu thuẫn theo triết học mà chỉ là một mâu thuẫn thông thường. Bởi vì sao các bạn? A, bởi vì nó là trạng thái xung đột chống đối nhau của hai cá thể. À, mà mâu thuẫn theo triết học thì mình nói nó cũng phải nằm trong một chỉnh gì các bạn? A nằm trong một chỉnh thể. Hôm nay mình đang nói hai bạn
Vậy là nó thể hiện sự gì? À, riêng biệt rồi, không cùng nằm trong một chỉnh thể suy ra. Đây không phải là mâu thuẫn theo triết học, được chưa? Rồi, theo mâu thuẫn theo triết học Mác Lênin thì mâu thuẫn sẽ được hiểu là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau, được chưa? Rồi, nội dung của bài ôn tập bài số 4 chúng ta sẽ dừng ở đây. Con về xem lại lý thuyết nè, nội dung lý thuyết nha, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận cô đã hướng dẫn giải nhé, để mình có thể ôn thi học kỳ 1 tốt hơn. Rồi, hôm sau mình sẽ ôn tập qua bài số 5 nha. Rồi, cô chào tạm biệt các bạn.